mừng bạn đang đến với kênh YouTube Hẻm Radio. Sau đây mời bạn nghe bài viết Sài Gòn những ngày cuối năm, ngỡ rực rỡ, ngỡ bình yên. Tác giả ở đâu cũng chụp, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Về ăn Tết chứ con hả? Hôm nay đã 28 Tết rồi. Ba mới cúp cuộc gọi lần nữa. Con sẽ về chứ, nhưng chờ con chút xíu, con kể cho ba nghe thêm một chập cái không khí Tết ở Sài Gòn này cái, rồi con lên xe về nhà đàm đạo với ba dăm ngày Tết hen. Sài Gòn dịp Tết về hồi nào cũng rộn ràng á ba. Sài Gòn không những là tuổi trẻ, là mưu sinh trôi dội của lắm người, nó còn là mái nhà chung của mớ triệu dân xa xứ khắp nơi tự về. Bởi vậy nên những ngày dịp Tết tới, Sài Gòn nhộn nhịp, nức nở hơn biết bao nhiêu, cảnh vui cảnh buồn đâu cũng có. Con người người ta tự mặc định rằng cái Tết là đầu tháng Giêng, chứ như con thấy hả, Tết đến từ hồi 20 tháng Chạp lận. Bắt đầu từ ngày đó, đường phố Sài Gòn đỏ rợp khắp nơi, đầu đầu cũng nhạc Tết đi đùng. Nhìn ngó cảnh mấy cô chú ngáp ngắn ngáp dài sắp bông, tám dăm ba câu chuyện đời, tưới chút cây, bẻ chút chồi non mà yên bình lắm ba. Vừa thấy thương mà vừa thấy đẹp, thiệt đẹp vậy á. Ba còn nhớ cái đoạn đường hồi con chở ba dạo phố Chợ Lớn không? Đường Hải Thượng Lãng Ông á ba. Bây chữ nguyên cung đường nó còn đỏ hơn dây pháo Tết. Ai mà lỡ thắc mắc với con năm nay Tết buồn quá ta, là con chỉ ra đó liền. Bảo đảm không khí tới lúc nào không hay, tiếng đãi đưa, giọng mua người bán râm ran cả cung đường. Dẫu kẹt xe tứ tung mà ai cũng ưng, vì mua được đồ trang trí ngó nghiêng sướng đầy cái bụng. Rồi gần nơi đó có chùa ông chùa bà, hôm bữa đưa ông táo còn có ghé qua thắp chút hương đèn. Giữa phố xá Sài Gòn náo nhiệt này, mớ chốn an yên đầy khói hương làm con ưng lắm. Mớ hàng hương thẳng tắp, từng dòng người gần xa, ai cũng tất bật với nhang đèn, với những lời thì thầm cầu bình an cho những ngày cuối năm đếm ngược. Nhưng mà những ngày này Sài Gòn luôn đặc biệt với mớ chợ bông á ba nghe. Còn có ghé chỗ công viên 23 tháng 9 nè, rồi ghé luôn bến Bình Đông tuốt quận 8 xa lắc luôn. Mà con thích lắm, kiểu lần đầu tiên nhìn ngó bông trái được để đầy ở trên mấy cái ghe, sớm sớm là thuyền tàu tấp nập từ hướng sông nước đổ tới, đậu đầy bên mé đường, đủ loại lớn nhỏ, bông nào cũng có, hoa nào cũng đẹp. Nhìn ngó cảnh mấy cô chú ngáp ngắn ngáp dài sắp bông, tám dăm ba câu chuyện đời, tưới chút cây, bẻ chút chồi non mà yên bình lắm ba. Vừa thấy thương mà vừa thấy đẹp, thiệt đẹp. Hôm bữa con đứng lại chụp lén chú hai đang sắp bông, cái ổng giật mình nhìn trừng trừng, con run quá trời run, lật đật chạy lại xin lỗi ổng. Ổng cười hề hề kêu: "Ha ha, bày chụp tao không nói, tao không kịp làm kiểu dĩ lắm mà nghe." Ơ kì, người miền Tây dễ thương quá ba ha. Chút nữa là quên kể ba nghe về chú Kiên Ký, ông địa hồng trà của con. Đây là cái ông chú con quý nhất Sài Gòn luôn á. Không bởi ổng hào sảng thôi á, mà còn cái nước hồng trà ổng pha đúng ngon bậc nhất Sài Thành này luôn đó ba. Ổng hề hước lắm, con là khách ruột của ổng, ngày nào cũng ghé uống nên cứ ưng bụng là tặng nước con luôn, không thèm lấy tiền. Bữa ổng kêu con cận Tết chụp cho ổng tấm hình đặng để chúc Tết mọi người trên mạng. Không có biết ai trên mạng đâu, toàn nghe con giới thiệu không thôi mà hào hứng dữ lắm rồi nghe. Bữa con hỏi ổng có ưng Tết không, ổng kêu mấy dịp cần kề này á, chỉ lo bán buôn thiệt nhiều đặng bù lại cho dăm ba ngày Tết. Thường lái hay mấy tiệm ăn cũng vậy, ai cũng mong dịp này dễ bề bán buôn, bù qua bù lại cho đỡ cái Tết vắng teo ở Sài Gòn. Tết rồi cũng chỉ là mấy ngày kết một năm, mở năm mới, có thì cũng bồi hồi chút tuổi lớn thôi con. À mà ba, mấy nay tiết trời Sài Gòn lạ lắm mà nghe, không có lạnh ngắt như xứ mình đâu, nhưng mà gió trời mát rượi à. Có mấy hôm con dậy thiệt sớm, dạo khắp hẻm đường lớn nhỏ, chút lạnh chạy theo, bên mấy ly cà phê nóng, bên chút chuyện trò của một năm sắp hết, tiếng cười tiếng nói rộn ràng mà không thấy vội vàng chi, cứ như thể đón Tết là một lẽ thường tình. Người ta kêu Tết Sài Gòn sẽ buồn lắm, còn có mấy đứa bạn nó toàn tò mò, ước được như con để được về quê, để hiểu được cái cảm giác đoàn viên có thiệt như trong quảng cáo không. Còn con thì ngược lại, tồ tồ muốn ngó Tết Sài Gòn ra sao, có buồn có vắng vẻ như lời đồn không thôi. Ngộ quá ba ha. Sài Gòn dịp Tết về, đâu đâu cũng là nhà. Tết ở đâu, miễn chỉ cần bên cạnh người mình thương, bên cạnh một mái nhà ấy là đủ, là đông đầy.
Càng lớn, thời gian con được nghỉ Tết lại ngắn hơn thiệt nhiều. Con còn nhớ hồi mấy năm sinh viên, cứ lễ Tết là được về tận nửa tháng trời. Nhớ những tháng ngày cùng ba, cùng chị lau dọn nhà cửa. Nhớ những lúc hân hoan sắm bồng đón Tết. Nhớ những chiều tất niên hoành tráng đủ mớ họ hàng. Những ngày cuối năm bận rộn nơi Sài Gòn này, dẫu có được Sài Gòn bảo bọc với mớ thanh âm của trọn vẹn, của hạnh phúc và chút bồi hồi tiết xuân, con không khỏi chạnh lòng của mớ thiếu vắng ngày xưa. Nhìn ngó Sài Gòn đủ cung bậc, đâu đâu cũng là những cảm giác thân thuộc, nỗi nhớ nhà, nhớ ba, nhớ mẹ lại nhiều thêm thiệt nhiều. Con có quá tham lam khi con vẫn muốn mỗi năm Tết tới lại được cười nói bên nhà mình. Nhưng rồi lại ao ước được một lần nào đó nằm giữa Sài Thành này nhìn ngó một cái Tết trong gieo đúng nghĩa không hả ba? Sài Gòn, đoàn viên, cả cái Tết này đều là những thứ thiêng liêng của nét văn hóa tinh hoa xứ mình. Dẫu nghi ngại chi hay bỡ ngỡ đôi chút của mỗi dịp Tết về, con vẫn luôn nghĩ rằng Tết là một quà tặng thực sự quý cho mỗi người. Là Tết ở đâu, miễn chỉ cần bên cạnh người mình thương, bên cạnh một mái nhà ấy là đủ. Là đông đầy, ba nhỉ? Thôi, tạm biệt Sài Gòn những khắc thời giao mùa. Tạm biệt Sài Gòn những bộn bề khốn khó. Tạm biệt Sài Gòn những hoa lệ muôn nơi. Tạm biệt Sài Gòn những bình yên sắp tới. Con về đây, về với ba thôi. Bạn đang nghe bài viết BD cứ về đây và yêu nhau đi. Sài Gòn nhận hết, Sài Gòn thương hết, của tác giả Toàn Nguyễn Quỳnh Trân. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Trên kênh YouTube Hẻm Radio. Ở cái xứ này, xét ra chẳng trù phú gì, đi đâu cũng toàn nhà tường cổng thép. Nhưng được cái dân ở xứ này luôn dư giả một thứ đặc sản mà họ sẵn sàng cho không, đó là tình người. Sài Gòn 2 giờ sáng, khi những con đường đã chìm dần vào giấc ngủ muộn, thì đâu đó ở góc vỉa hè vẫn râm ran những tiếng cười nói, là buổi tụ họp hàng đêm của những chị em chuyển giới. Sau một ngày làm việc thật dài, họ gặp nhau ở đây cười giỡn với nhau để vơi đi những nỗi buồn phiền của cuộc sống. Thoáng thấy chị gái đang còng lưng đẩy chiếc xe bánh ướt ra đầu hẻm để bán, Mén Ti liền ghẹo với cái giọng dẻo quẹo: "Chị gái ơi, chị gái có chồng chưa? Hay cưới BD làm chồng đi chị gái." Chị gái dựng chiếc xe xong xuôi ngay ngắn rồi quay sang chống nạnh trả lời: "Bệnh gì mà cử, tới luôn đi em." Vậy rồi mấy chị em ôm bụng cười ha hả. Thiệt, hiếm có ở đâu mà người ta thương BD nhiều như ở Sài Gòn, mà cũng hiếm chỗ nào có nhiều BD dễ thương như ở Sài Gòn. Dân lao động Sài Gòn ít khi gọi cộng đồng LGBTQ+ là les, gay, đồng tính hay chuyển giới, bởi họ cũng không phân biệt được những khái niệm này. Đối với bà con buôn bán, họ gọi chung là BD. Hơn 10 năm trước, người dân vẫn còn khá khắt khe với cộng đồng LGBTQ+, đa số mọi người đều xem BD là bệnh hoạn, biến thái. Chuyện BD bị đuổi đánh, chọc ghẹo xảy ra như cơm bữa. Hồi đó tụi chị hay tụ tập ở công viên để trang điểm, bận đầm con gái. Hễ mà nghe tiếng nẹt bô của tụi thanh niên là đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt rồi lao chạy trốn, chứ mà bị tụi thanh niên thấy được là nó xé đầm, lột tóc giả cho coi. Chị hai bán xôi, người chuyển giới nữ, kể lại cho tôi nghe về khoảng thời gian khó khăn của người chuyển giới ở Sài Gòn trước đây. Nhưng những năm gần đây, Sài Gòn phát triển vượt trội về nhiều mặt, trở thành đầu tàu của cả nước về kinh tế lẫn văn hóa, xã hội. Người dân ở đây có cơ hội tiếp cận các thông tin cởi mở hơn, nên cách nhìn về cộng đồng LGBTQ+ cũng thoải mái dần. Và cũng không tự nhiên mà người đồng tính hay chuyển giới ở khắp Việt Nam vẫn luôn khát khao được trốn chạy khỏi những khuôn phép của làng quê để đến Sài Gòn sinh sống. Ở cái xứ này, xét ra chẳng trù phú gì, đi đâu cũng toàn nhà tường cổng thép. Nhưng được cái dân ở xứ này luôn dư giả một thứ đặc sản mà họ sẵn sàng cho không, đó là tình người.
Hễ thấy người tha phương đến Sài Gòn mà gặp phải khó khăn thì dù ít dù nhiều, người ta cũng đưa tay ra giúp đỡ. Còn mà không giúp được thì cũng nhờ người khác giúp. Sài Gòn bao dung với tất cả những đứa con của mình, không phân biệt họ là ai, mang giới tính gì, giàu hay nghèo. Giúp đỡ nhau, nhưng người Sài Gòn tôn trọng sự tự do của nhau. Ở cái thành thị quá chừng xô bồ này, người ta luôn bận rộn với công việc và những lo toan cuộc sống. Thực sự chẳng còn hơi sức đâu mà ngồi soi mói người này, dè biểu người kia. Anh thợ chụp hình kia xăm rồng xăm phượng. Kệ anh ta. Cô thợ may nọ nhuộm tóc đỏ que. Tóc của cổ cũng muốn làm gì làm chứ. Hay anh chàng bán bún riêu đầu ngõ thích tô son đánh má hồng. Thì cũng kể. Cái mà người ta quan tâm là anh thợ ảnh chụp hình có đẹp không, cô thợ may may đồ có tỉ mẩn không, bún riêu của anh chàng nọ có ngon không. Thế thôi. Có lần tôi hỏi chị gái, chị bán bánh ướt ở gần tiệm sinh tố mà nhóm chuyển giới hay ghé. Chị có kỳ thị BD không? Chị cười bảo, trời đất, chị biết mấy đứa này từ hồi tụi nó còn là con trai, tới bây giờ đứa nào cũng thành con gái hết rồi. Có gì đâu kỳ thị. Tụi nó BD mà tụi nó dễ thương, chịu khó làm ăn. Tụi nó mua bánh ướt của chị cũng trả tiền đàng hoàng, chứ có ăn giật đâu mà chị ghét. Ngẫm lại thấy chị nói đúng. Có ai ăn của ai đồng não đâu mà làm khó làm dễ nhau làm gì. Sài Gòn công bằng với tất cả mọi người. Cũng chính vì thế mà người ta tìm đến thành phố này luôn mang theo một hy vọng. Khi cơ hội được chia đều thì người nào biết cố gắng ắt hẳn sẽ thành công. Bạn có thể tiếp nhận rất nhiều những gương mặt trẻ thành đạt, giỏi giang ở tất cả lĩnh vực và người đồng tính chiếm một nửa số đó. Từ nhiếp ảnh đến thời trang, từ nhân viên văn phòng đến những freelancer đa năng trong ngành sáng tạo nghệ thuật, họ không ngại thể hiện tài năng và công khai xu hướng tình dục với đồng nghiệp của mình. Họ hiểu rằng sếp của mình đánh giá năng lực dựa trên sản phẩm, cơ hội thăng tiến đến một cách bình đẳng. Ở Sài Gòn, người ta có thể khó ưa một người vì tính cách của người đó, chứ chắc chắn không vì giới tính của họ. Ngược lại, một người đồng tính cũng có thể được cân nhắc lên những cơ hội cao hơn trong công việc qua những gì họ thể hiện, chứ không vì sự bao dung hoặc thương hại nào vì giới tính khác biệt. Khi mà giới tính và xu hướng tình dục vô tình trở thành rào cản để chạm đến thành công, thì người đồng tính và đặc biệt là chuyển giới luôn phải nỗ lực gấp nhiều lần người dị tính để có thể được xã hội công nhận. Và họ đã được đáp đền xứng đáng. Người đồng tính, chuyển giới, góp mặt trong rất nhiều hàng ngũ doanh nhân thành đạt, nghệ sĩ nổi tiếng, học sĩ uyên bác ở Sài Gòn. Họ được xã hội công nhận và quý mến không chỉ về tài năng mà còn về đạo đức. Trong giới nhiếp ảnh, có thể kể đến những cái tên như cậu bạn Nguyễn Phát hay còn gọi là K, nhiếp ảnh gia Phong Lê, chủ hai dự án sách ảnh nổi tiếng trong cộng đồng LGBTQ+. Giới stylist thì có Khanh Hí, Ngọc Tân. Giới nghệ sĩ ở Sài Gòn thì nhiều vô số kể, có thể kể đến như Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Cindy Thái Tài, v.v. Có Lâm Thanh Thảo thành công với cửa hàng kinh doanh thời trang và spa chăm sóc sắc đẹp. Ngoài ra còn có rất nhiều những ông bà chủ nhỏ thuộc cộng đồng LGBTQ+, là những người sở hữu các shop thời trang hay cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn. Nhắc đến thể thao thì lại có vận động viên thể hình chuyển giới Candy Nguyễn. Candy Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Trang. Anh là người chuyển giới nam. Candy cùng gia đình vào Sài Gòn sinh sống từ năm 2005. Candy bén duyên với thể hình với mục đích cải thiện sức khỏe. Nhưng rồi được mọi người giúp đỡ tận tình, anh đã đi theo con đường thể thao chuyên nghiệp. Với nỗ lực của bản thân, Candy đã dần trở thành một người đàn ông thực thụ. Thành tích cao nhất mà anh chàng đạt được đến thời điểm này là huy chương vàng tại giải vô địch thể hình quốc gia lần thứ 19 năm 2016. Hay như cô hoa hậu chuyển giới xinh đẹp Hisapi, từ một chàng trai nghèo khó lên Sài Gòn. Giờ đây, Hisapi đã có một cuộc sống ổn định và được nhiều người yêu mến. Cô bạn luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho Sài Gòn bởi nơi này là miền đất hứa, chắp cánh cho những giấc mơ của tất cả mọi người. Hisapi kể, đa số bạn bè của cô là người Sài Gòn,
họ luôn bên cạnh động viên cô trong từng khoảng thời gian khó khăn của cuộc sống. Khi mình còn là con trai, mẹ của một người bạn mình từng nói: cô mà trúng số, cô cho con tiền đi chuyển giới liền. Mình luôn biết ơn Sài Gòn và con người ở đây vì những điều nhỏ nhặt đáng yêu như thế. Tính tình Sài Gòn sòng phẳng vậy đó, nên ở đây chuyện hai người đàn ông nắm tay nhau đi ngoài phố hay hai cô gái hôn nhau giữa chốn đông người cũng chẳng bị ai nói gì, hoặc có nói thì nói nhỏ nhỏ đủ cho nhau nghe thôi, nói xong cũng quên. Bạn có thấy một điều từ lâu đã trở thành khá hiển nhiên này không? Đó là đa số các bạn trẻ LGBTQ+ đến Sài Gòn lập nghiệp và đã thành đạt, thậm chí cực kỳ thành đạt. Ở Sài Gòn, các bạn trẻ đồng tính có cuộc sống cực kỳ thoải mái. Không chỉ gạt được gánh nặng bị người khác xét nét soi mói, họ còn được tự do làm công việc mình giỏi nhất với sự nhìn nhận công bằng và trân trọng nhất. Thế nên, chẳng có gì lạ khi ở Sài Gòn, nhiều bạn trẻ đồng tính phát triển được sự nghiệp một cách trọn vẹn. Những người trong cộng đồng LGBTQ+ cũng thừa nhận rằng khi làm việc trong những công ty ở Sài Gòn, họ luôn cảm thấy thoải mái, được là chính mình hơn. Nhiều bạn trẻ đồng tính ở Sài Gòn thành đạt và có vị trí cao nơi công sở, được đồng nghiệp tôn trọng tuyệt đối. Họ đều là những người được thể hiện hết khả năng của mình trong công việc, trong cuộc sống. Họ hòa nhập với môi trường như một phần không thể thiếu của bất cứ công ty nào. Chưa kể, với tính cách phóng khoáng vốn có, bạn trẻ LGBTQ+ nào khi tới Sài Gòn cũng nhanh chóng cuốn vào một lối sống hiện đại, trẻ trung, làm hết sức, chơi hết mình. Đa số các bạn trẻ đồng tính ở nhiều công sở Sài Gòn là điển hình cho giới trẻ bây giờ, cực kỳ tài năng, cực kỳ thành đạt và cũng có cuộc sống sôi động với hàng dài bạn bè yêu mến. Đến văn phòng, sở làm, nếu bạn muốn giấu xu hướng tính dục của mình, đồng nghiệp dù vô tình phát hiện thì cũng sẽ tin ý và không hỏi gì nhiều. Nhưng nếu bạn come out, phần lớn mọi người đều ủng hộ. Ở đây, người ta chẳng quan tâm bạn như thế nào, người ta chỉ muốn biết bạn sống có đàng hoàng không, làm việc có chăm chỉ không. Nhiều lúc mình cảm giác nể các bạn đồng tính vì thấy họ không chỉ rất duyên mà còn rất sáng tạo. Lúc chơi thì chơi rất lầy, mà lúc làm thì luôn đưa ra được những ý tưởng bá đạo, đem đến những luồng gió mới cho sản phẩm của công ty. Thậm chí theo mình biết, có những công ty còn ưu tiên tuyển dụng người LGBTQ+ vì khả năng làm việc, thích nghi và sáng tạo tuyệt vời của họ. Chị Quỳnh Tiên, một nhân viên văn phòng ở Sài Gòn chia sẻ: nếu ai đó kỳ thị đồng nghiệp vì giới tính, thì người bị cô lập không phải là người đồng tính, mà là những người mãi không thể cởi mở với người khác như thế. Vậy nên ở Sài Gòn, nếu bạn thể hiện sự kỳ thị với người đồng tính, coi chừng bị kỳ thị ngược lại à nghe. Sài Gòn không chỉ đem đến cho mọi người cơ hội có được một cuộc sống ổn định hơn, mà còn cho họ những chuyện tình đẹp. Rất nhiều cặp đôi đã gặp nhau, yêu nhau và về chung một nhà ở tại chính thành phố này. Eileen, Julian và Phương Phạm, Winnie là một trong những cặp đôi đồng tính nữ nổi tiếng trong cộng đồng LGBTQ+ Sài Gòn. Vượt qua rất nhiều rào cản về định kiến lẫn tình cảm, Chu và Huy đã yêu nhau 16 năm. Năm 2015, lễ cưới cổ tích của Chu và Huy đã được diễn ra trên bầu trời khiến không ít người ngưỡng mộ. Chuyến bay cất cánh từ Sài Gòn đã đưa câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của Chu và Huy bay vào trời xanh, như thể hiện sự tự do, khao khát của đôi lứa. Và hẳn nhiều bạn vẫn còn nhớ lễ cưới đáng yêu của hai chàng trai Minh Tuấn, Bo Trần và Thánh Thiện, Đạt Vương được tổ chức vào mùa hè năm 2015. Thấm thoát, hai anh chàng đã về chung một nhà được 3 năm. Họ vẫn từng ngày vung đắp cho tổ ấm nhỏ của mình và chứng minh về những tình yêu chân thành vẫn luôn tồn tại. Trong bộ phim Hot Boy Nổi Loạn, câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt, từ tiếng Anh là Lost in Paradise, tạm dịch là Lạc giữa thiên đường, nhân vật Khôi đã mở đầu hành trình đến với miền đất hứa của mình bằng câu hỏi: người ta nói Sài Gòn là thành phố thiên đường, đúng không anh? Có rất nhiều người vẫn nghĩ như Khôi, họ cho rằng Sài Gòn là thành phố thiên đường, nhưng rõ ràng chẳng có nơi nào trên trái đất này là thiên đường cả, và chẳng có nơi nào là địa ngục.
đó chỉ là cách mỗi con người cảm nhận. Sẽ rất khó để tìm được một thành phố nào ở Việt Nam có nhiều hoạt động cũng như địa điểm dành riêng cho cộng đồng LGBTQ+ như ở Sài Gòn. Những quán coffee, bar, pub dành cho người đồng tính luôn nhộn nhịp vào mỗi tối cuối tuần, là nơi để những người trong cộng đồng có dịp gặp gỡ, trò chuyện với nhau. Coi cả những quán lẩu BD, quán chè BD tạo công ăn việc làm cho người chuyển giới. Trung tâm ICS, tổ chức bảo vệ và thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam, có trụ sở chính đặt tại Sài Gòn. Thế nên không có gì lạ khi hoạt động về nhân quyền của cộng đồng LGBTQ+ ở thành phố này luôn luôn sôi nổi bậc nhất Việt Nam. Mỗi năm, lễ hội Việt Pride được tổ chức với quy mô hoành tráng, nhận được sự đón nhận của đông đảo người dân thành phố, đưa hình ảnh người đồng tính, chuyển giới đến gần hơn với xã hội. Sài Gòn vẫn vậy, vẫn đáng yêu và làm người ta yêu quá đỗi. Dù bạn có là ai, có xuất phát từ đâu, nhưng khi đến với Sài Gòn, chỉ cần bạn chân thành và dũng cảm, Sài Gòn vẫn sẽ hồn hậu, giang tay ôm bạn vào lòng và chấp nhận bạn như con người bạn vốn là. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe bài đọc Cổ tích sau bức ảnh cậu bé xếp dép ở nhà thờ Đức Bà được đăng trên trang báo mạng kênh14.vn và được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Phép nhiệm màu từ những trái tim lặng lẽ. Một bức ảnh có tên cậu bé xếp dép đã thay đổi cả số phận cuộc đời của hai mẹ con nhặt ve chai ở Sài Gòn. Người chụp được khoảnh khắc ấy cũng chính là người đứng sau hành trình đưa những tử tế ngọt lành gặp nhau, rồi cùng nhau dệt nên một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chị Linh, mẹ của nhóc Đạt, từng tâm sự với tôi rằng có nhiều đêm nằm nghỉ về những tháng ngày vừa qua cứ ngỡ như mình đang mơ. Bởi với người phụ nữ này, khi trải qua quá nhiều thăng trầm, đau đớn của lòng người, chị đã từ lâu không còn tin vào những điều thiện lành trong cuộc sống. Ngày 3 tháng 3 năm 2017, Đạt, một đứa trẻ vô danh cùng mẹ đi lang thang quanh khu vực nhà thờ Đức Bà để nhặt ve chai. Bất chợt nhìn thấy những đôi giày của các bạn học sinh đi dã ngoại nằm ngổn ngang dưới đất, cậu bé đã nhặt từng đôi xếp vào ngay ngắn. Khoảnh khắc nhỏ đó của em đã vô tình được một người đi đường ghi lại. Ngày 4 tháng 3 năm 2017, anh Nghĩa Phạm chia sẻ trên trang cá nhân của mình bức ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé ve chai với mong muốn kể lại một câu chuyện đẹp trong cuộc sống. Ngay lập tức, bức ảnh trở thành một trong những chủ đề hot nhất mạng xã hội, thu hút hàng ngàn người quan tâm đến câu chuyện của cậu bé. Ngày 5 tháng 3 năm 2017, giới truyền thông vào cuộc để tìm hiểu về hoàn cảnh của cậu bé ở nhà thờ Đức Bà. Rất nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với mong muốn giúp cậu nhóc được đến trường. Ngày 6 tháng 3, mọi thông tin liên lạc của hai mẹ con nhóc Đạt biến mất hoàn toàn. Để tránh những nguy cơ xấu làm đảo lộn cuộc sống của hai mẹ con, anh Nghĩa đã âm thầm chuyển nơi ở và số điện thoại của chị Linh, mẹ bé Đạt. Ngày 8 tháng 3, điều kỳ diệu đã đến với mẹ con nhóc Đạt. Cậu bé được nhận vào học ở trường mẫu giáo hoàn toàn miễn phí. Chị Linh được công ty Vinamilk nhận vào làm việc, chấm dứt chuỗi ngày lang bạc khắp nơi. Ngày 5 tháng 9 năm 2008, Đạt lém lỉnh trong chiếc áo trắng ngày tựu trường. Cũng như bao đứa trẻ khác, cô cậu háo hức đón ngày khai giảng đầu đời của mình ở một ngôi trường khang trang. Kể từ nay, Đạt được nhà trường tài trợ toàn bộ chi phí cho 12 năm học, chính thức bước đi trên con đường mới. Trúng số từ thiện. Một cô cha mẹ từ ngày còn bé, đổ dở trong hôn nhân với người chồng bê tha, một mình sinh con với vô vàn khó nhọc, đã có thời điểm chị Linh muốn chối bỏ trách nhiệm của một người mẹ. Đạt tròn một tháng tuổi, chị bế con trai đến trại trẻ mồ côi với ý định để con lại và rời đi, nhưng rồi không đành. Khi đến nơi, nhìn những đứa nhỏ trong trại, tôi không đành lòng để con ở lại. Thế là quyết định đưa con về, bằng giá nào cũng phải nuôi nó khôn lớn, không để nó phải chịu cảnh mồ côi giống như bản thân mình đã từng phải trải qua. Chị Linh kể cho tôi nghe vào buổi trưa tháng 3 đầy nắng. Lúc đó hai mẹ con dẫu ngày ngày phải lặn lội đi nhặt ve chai kiếm sống, nhưng lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Giữa thành thị rộng lớn này, hạnh phúc của hai mẹ con chỉ gói gọn trong mấy bữa no. Một mái nhà khang trang, một công việc đàng hoàng và con trai được đến trường như bao đứa trẻ khác là giấc mơ mà chị Linh chẳng bao giờ mơ đến. Thế nên, giữa thành thị rộng lớn này, hạnh phúc của hai mẹ con chỉ gói gọn trong mấy bữa no. Dũng đã quen với những cơ cực, thế nên tôi đoán chị Linh chẳng bao giờ ngờ rằng chỉ sau một đêm, hai mẹ con lại được nhiều người săn đón như vậy. Hành động xếp lại những đôi giày của nhóc Đạt dù chẳng to tát gì, nhưng bất chợt làm người ta mỉm cười vì sự hồn nhiên của trẻ thơ. Cũng chính hình ảnh vô tư của cậu bé khiến nhiều người lớn phải giật mình nhận ra rằng đôi khi có những điều chúng ta học được từ một đứa trẻ. Vào thời điểm sau khi nhóc Đạt bất ngờ nổi tiếng, không thể thống kê có bao nhiêu mạnh thường quân liên hệ mong muốn được giúp đỡ cậu bé. Người tặng quà, người cho tiền, người hứa hỗ trợ chi phí học tập. Tôi gọi vui là mẹ con nhóc Đạt trúng số. Nhưng bạn biết đó, trúng số với nhiều người là may mắn, nhưng với không ít người đó là tai họa. Hẳn nhiều độc giả vẫn còn nhớ câu chuyện của Hạo Anh, hành trình từ một đứa trẻ đáng thương đến giọng lao lý của Hạo Anh đã từng khiến chúng ta hoang mang về việc giúp đỡ một con người. Vết xe đổ mang tên Hạo Anh. Nguyễn Hoàng Anh hay Hạo Anh học đến lớp 4 phải nghỉ đi theo mẹ kiếm tiền và sau đó được gửi vào làm thuê ở trại tôm giống Minh Đức ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. 14 tuổi, cậu bé rơi vào địa ngục trần gian. Hạo Anh nhiều lần bị ông bà chủ ép uống nước tiểu, dùng kìm kẹp môi, đũa than nóng chích vào người. Những hình thức hành hạ tàn nhẫn khiến cậu bé thân tàn ma dại. Năm 2010, Hạo Anh được giải cứu khi người dân phát hiện cậu bị đánh đến bất tỉnh. Xót xa trước hoàn cảnh của cậu bé, nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước đã quyên góp số tiền lên đến 800 triệu đồng với hy vọng có thể bù đắp phần nào nỗi đau trong quá khứ của Hạo Anh. 4 năm trôi qua, cơn sốt mang tên Hạo Anh dần chìm vào quên lãng, cho đến một ngày nọ, mọi người giật mình khi nghe tin cậu bé đáng thương ngày nào nay đã là một thanh niên hư hỏng. Cậu chửi bới mẹ ruột và cha dượng, đem quần áo của họ ném ra sân và đuổi ra khỏi nhà. Số tiền mà các mạnh thường quân dành tặng ngày trước bị cậu đem ra tiêu xài quan phí chẳng bao lâu hết sạch. 19 tuổi, Hạo Anh bị công an bắt giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Từ một đứa trẻ đáng thương, Hạo Anh trở thành tâm điểm của sự chê trách. Nhưng bạn biết không, đến cả khi ta trưởng thành thì vẫn phạm sai lầm, huống hồ một đứa trẻ vừa mới bước ra khỏi bóng đêm cuộc đời mà lại không có người dìu dắt đi đúng hướng. Tiếng Việt mình thú vị lắm, cùng một từ thương nhưng thương cảm và thương hại là hoàn toàn khác nhau. Trong câu chuyện của Hạo Anh, chúng ta không lên án ai, nhưng rõ ràng chính tình thương chưa cảm của nhiều người đã hủy hoại tương lai của một đứa trẻ. Bài học của Hạo Anh khiến chúng tôi vô cùng lo lắng khi hình ảnh của cậu bé xếp dậy nổi lên như một hiện tượng. Ai biết được liệu Đạt có đi vào vết xe đổ của Hạo Anh hay không? Người cha vô hình. Thật may mắn là cho đến hiện tại nhóc Đạt vẫn đi đúng với lộ trình mà những người yêu thương em mong mỏi. Để có được điều đó là nhờ sự nỗ lực không mệt mỏi của anh Nghĩa Phạm, người đã chụp bức ảnh cậu bé xếp dậy và cũng là cha nuôi của Đạt. Trong một lần chia sẻ, anh Nghĩa nói: "Tôi thật tâm muốn nói, nếu làm từ thiện hãy làm một cách thiết thực và có sự tìm hiểu nhu cầu thực sự, vì cũng có thể chính vì những đồng tiền bạn quyên góp không đúng cách mà làm cuộc sống của người được giúp trở nên xáo trộn." Quả thật như vậy, việc giúp đỡ một ai đó không đơn giản chỉ dừng lại ở chuyện cho tiền, tặng quà hay vài câu thăm hỏi. Làm tử tế một cách tử tế là một con đường dài hơi mà đôi khi phải kéo dài hàng năm trời đến chục năm. Ở trường hợp của Đạt, ngay sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của hai mẹ con, việc đầu tiên anh Nghĩa làm đó là thay đổi chỗ ở và số điện thoại liên lạc để bảo đảm cuộc sống của bé Đạt không bị đảo lộn. Sau đó anh đưa Đạt đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe của cậu bé, đồng thời điều tra lý lịch cũng như khám sức khỏe cho người mẹ để tiện cho bước đi xin việc làm. Lo ngại mẹ bé sẽ sử dụng tiền mọi người hỗ trợ bé không đúng mục đích, tôi cũng đã tự liệt kê những khoản chi tiêu tối thiểu của mẹ và bé để lên kế hoạch những khoản ưu tiên. Anh Nghĩa chia sẻ. Cụ thể, anh liệt kê các khoản như sau. 1. Chỗ học cho bé. 2. Cô hiệu trưởng nhận lời tài trợ cho bé, ăn học miễn phí. 2. Chỗ ăn ở cho hai mẹ con, phải thuận tiện cho việc đưa đón bé và thuận tiện cho mẹ đi làm. 3. Công ăn việc làm ổn định cho mẹ để có nguồn thu nhập hàng tháng. 4. Chi phí nhà, điện, nước cũng được công ty lo. Vì tháng đầu tiên mẹ bé chưa có lương nên anh Nghĩa cũng đã liệt kê chi phí vừa đủ để cho mẹ bé chi tiêu. Vật dụng gia đình, sữa, quần áo, đồ chơi được các mạnh thường quân trên Facebook gửi cho hai mẹ con mang theo những gì mà anh Nghĩa kêu gọi và tuyệt đối không nhận tiền.
Bên cạnh đó, anh Nghĩa vẫn thường xuyên 12 giờ, 1 giờ sáng âm thầm đến phòng trọ để kiểm tra việc sinh hoạt vì không muốn những gì mọi người giúp bé Đạt trở thành công cốc. Trong một năm qua, anh Nghĩa đã luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của Đạt. Bởi giờ đây, không chỉ dừng lại ở việc cảm thương với một đứa trẻ kém may mắn, mà đó còn là trách nhiệm của một người cha, một người luôn hy vọng cậu nhóc sẽ trưởng thành như chính cái tên mà nó được mang, Nguyễn Danh Thành Đạt. Khi thực hiện bài viết này, tôi đã từng ngỏ lời chụp hình anh Nghĩa và bé Đạt, nhưng anh xin phép được từ chối. Bởi với anh, kể từ khi bước trên con đường đồng hành cùng Đạt, anh luôn hạn chế xuất hiện bên cạnh cậu. Như một người cha vô hình luôn đứng phía xa, anh Nghĩa bảo, tôi không muốn Đạt khi lớn lên cứ cảm nhận có một người nào đó luôn đứng sau giúp đỡ, khiến cậu bé mất đi khả năng phát triển cuộc sống của mình. Bây giờ là thời đại 4.0 rồi, một câu chuyện đã được chia sẻ trên mạng thì nó sẽ theo suốt một quãng đường dài. Nếu mà sau này Đạt lớn lên, bắt đầu nhận thức được, bạn lên mạng tìm hiểu câu chuyện hồi xưa, rồi bạn thấy có một anh chị nào đó suốt ngày cứ ra để giúp đỡ mình, có thể lúc đó bạn sẽ suy nghĩ là phải làm thế nào để trả ơn cho người đã giúp đỡ. Bản thân tôi không muốn điều đó. Cuộc sống của họ cứ để cho họ tự quyết định. Những gì tôi giúp hôm nay là để bé tiếp tục con đường học vấn và mẹ bé có công việc ổn định để tự nuôi dạy con. Con người chúng ta, ai cũng mang trong mình một thứ quyền lực vô hình to lớn. Quyền lực đến từ trái tim và sự đồng cảm. Bạn đang nghe chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Con thương Sài Gòn lắm ba, vì Sài Gòn có tuổi trẻ con dành hết nơi đó. Tác giả Nguyên Bùi. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Trên kênh YouTube Hẻm Radio. Ba ơi, ba có thích Sài Gòn không ba? Ba không biết, nhưng ba nghĩ chắc con sẽ thích Sài Gòn lắm, vì cả tuổi trẻ con dành hết nơi đó rồi mà. Dạ ba, con thương Sài Gòn lắm. Con đã từng gắt gỏng Sài Gòn, cau mày vì cái guồng sống vội vã chẳng kịp thở đều nhịp. Con đã từng khó chịu với mấy cơn nắng cơn mưa bất chợt chẳng thương ai. Con đã từng thất vọng với những lúc con khó khăn thất bại, những lúc con mềm yếu, hoang mang giữa lòng Sài Thành. Sài Gòn cho con biết nơi chốn bình yên là thế nào. Sau những tháng năm nương tựa vào mảnh đất ồn ào náo nhiệt này, con chợt nhận ra rằng nơi nào ta bỏ rơi tuổi trẻ nhiều nhất, nơi đó sẽ là nơi bình yên nhất. Con đã từng gác cổng Sài Gòn, cau mày vì cái cuồng sống vội vã chẳng kịp thở đều nhịp. Con đã từng khó chịu với mấy cơn nắng cơn mưa bất chợt chẳng thương ai. Con đã từng thất vọng với những lúc con khó khăn thất bại, những lúc con mềm yếu hoang mang giữa lòng Sài Thành. Nhưng rồi, tuổi trẻ mới năm trời con bỏ nơi đây, từng ngày qua 24 tiếng, con đã dần quen với nhịp thở đó. Khóc thương buồn tuổi hay cảm xúc vỡ òa, Sài Gòn luôn cho con đủ cả. Người ta bảo, tuổi trẻ sẽ đẹp nhất khi có được một người thương mình thực sự. Giờ con tự hào khoe với ba rằng con có một người thương chân thành tên Sài Gòn, luôn gắn bó theo con. Liệu ba có nói con tồ lô không? Sài Gòn cho con duy nhất một mùa thương nhớ. Người ta hay trách Sài Gòn nóng rang, chỉ có hai mùa mưa nắng khắc nghiệt và mỏi mệt. Nhưng với con, Sài Gòn chỉ có duy nhất một mùa, 12 tháng chạy trôi chỉ mãi một mùa, mùa của những nỗi nhớ. Nỗi nhớ bất chợt đâu đó của những ký ức quen thuộc giữa góc quen, giữa những dọc phố vỉa hè, giữa những con đường đã vãng người qua. Con hay đứng khựng lại, ngó nhìn mấy cơn gió nhẹ tạt qua mặt, nhớ những thứ trong vô thức chẳng cần nhớ, những thứ chẳng thể quên. Con hay nhớ những ngày trong trời nắng gắt hồi nào của tháng 3, hay những ngày hẩm hiu thoáng chốc chợt nắng của tháng 5, rồi hay nhớ những ngày u ám chực chờ mấy cơn mưa chiều của tháng 9, và cả những ngày se lạnh trở gió thổi nhẹ của tháng 12 cuối năm. Thời khắc trôi qua, những ký ức tồn tại đó từng ngày càng gắn chặt hơn với hai từ Sài Gòn trong con.
nó khắc nghiệt đến nỗi sẽ là lúc con muốn quên đi những bóng hình người thương xưa cũ. Sài Gòn lại làm con nhớ, là lúc con muốn quên đi những năm tháng còng lưng nơi giảng đường mệt mỏi, hay những giờ làm thêm cực khó của tuổi trẻ. Sài Gòn lại làm con nhớ, là lúc con muốn quên những cơn gió lạnh buốt hồi cô đơn, những cái khịt mũi một mình chẳng thể kể ai, những cơn đau ám ảnh tồn tại. Sài Gòn vẫn ở đó và gợi nhắc lại. Là lúc con đơn giản nhẹ lòng ngồi trên con xe cũ kỹ, thả vội suy nghĩ vào dọc con phố, Sài Gòn cũng lại làm con nhớ những thứ khó quên. Sài Gòn muốn con nhớ thì ắt con phải nhớ, Sài Gòn tạm nhắc con quên thì ắt con hẳn quên. Nhưng rồi Sài Gòn vẫn mãi lưu giữ những ký ức thoát ẩn thoát hiện đó, để rồi thỉnh thoảng nhắc con phải cùng nhớ, phải cùng trải qua những mùa nắng mưa của những mùa bước qua. Sài Gòn cho con hình hài một ai đó quen thuộc. Đó là khi Sài Gòn chứa đựng cả thế giới của con, chứa đựng cả một bầu trời trong veo, có con, có cả một hình hài nào đó thân thuộc luôn hiện diện. Con nào giận hờn với người, nhưng rồi chẳng làm gì được, con lại giận Sài Gòn. Con vui với người ta, tự khắc chạy dọc vòng vòng con phố ngã tư, ngó nhìn Sài Gòn, rồi khẽ miệng cười an nhiên. Con xa nhớ người ta, cũng tự khắc hít thở bầu không khí thân thuộc ấy để tự làm lòng vui. Con quên mất người, nhưng rồi tự khắc Sài Gòn cứ gợi nhớ lại, làm con đau, con hụt hẫng. Những cuộc hẹn hò hàn huyên không nghĩ với người ta, những cuộc yêu chớm vội cùng với người ta, Sài Gòn đều cho con hết. Kể cả những lần độc bước một mình, như rằng con đang hẹn với chính Sài Gòn, với những ưu tư chẳng biết kể ai nghe. Sài Gòn, con, người ta dường như lắm lúc là một, lắm lúc là những kẻ ngao du yêu đời mộng mơ. Xa vắng một chút lại nhớ, gần nhau thiệt nhiều, hóa thương vô bờ. Sài Gòn cho con biết thương nhớ từng đoạn đường thân thuộc. Có đứa bạn nó bảo con khùng, cái ngữ gì suốt ngày thích lê la hết dọc phố này tới phố nọ, thích ở ngoài mấy con đường còn hơn cái phòng trọ ấm cúng của mình. Lắm lúc con cũng thấy mình tánh kỳ, nhưng con không biết, vì chẳng hiểu sao những con đường nơi đây luôn cho con những cảm giác thật lạ. Con nhớ như in, lần con mới vô đại học năm nhất, trong một tháng trời mà con bị lạc đường tới tận hơn 20 lần, lần nào cũng tận tối mịt mới mò được ra đường hơi quen quen mà về. Con thương những con đường nơi đây kinh khủng, mỗi góc phố, mỗi con đường cho con từng cảm giác khác nhau, từng cảm xúc khác nhau, cảm nhận khác nhau. Sẽ là những góc phố đầy phồn hoa đô thị, là lúc con đã từng vỡ òa lên như một kẻ hơi quê một xíu. Trời ơi! Anh Tây, chị Tây nhiều quá, đẹp quá chừng. Sẽ là những góc phố im ắng giữa những hàng cây che khuất mất hai dãy đèn, lè lói bên vỉa hè những hàng quán im ắng tiếng canh cách của gõ bàn, tiếng hút sột sột tô hủ tiếu nóng bừng. Sẽ là những góc phố ồn ào và thêm cái khó chịu khi cứ mãi miết hôm nào cũng đóng chốt thi công. Sẽ là những góc phố kẹt mãi đoạn dài 2-3 hàng xe nóng bừng hai bên tay, vì phải vật lộn giữa mớ ô tô, xe máy nhặn xị pha lẫn tiếng ồn ào chửi bới đâu đó. Sẽ là những góc phố trong xanh ven kênh, ngọt ngào đón nhận cái nắng chiều nhẹ, cái yên ả của một Sài Gòn rất khác. Sẽ là những góc phố quen thuộc, quen tới thấm cả vào trong phản ứng vô thường của mỗi người. Như thể tôi bảo cho con nhắm mắt, con dư sức chạy thẳng một mạch trên cung đường ấy mà chẳng thèm nghĩ ngợi chi. Sài Gòn, cho đó những con đường, cho đó những góc phố, cho đó những dư âm, những kỷ niệm thiệt thương mà lúc nào con cũng mơ màng với nó. Cảm xúc con kỳ quá ba hả? Sài Gòn cho con biết mớ chung cư xưa, mớ tình người xưa còn đọng lại. Dẫu biết bây giờ chọn một cái chung cư sập xệ xưa cũ hẳn không phải lựa chọn hoàn hảo, nhưng con lại thích thế. Con lại thích mình là một thành viên của đại gia đình bự bự đó. Để khi có ai hỏi nhà mày có mấy người thế,
con lại dõng dạc vui tươi la lên, nhiều quá đếm không hết. Con nhớ cái hồi mới tới chung cư, gặp chú Bảy lầu 3 ở quán nước đầu cửa. Chú kể lắm chuyện trên trời dưới đất của cái chung cư trứ danh chuyện đời này. Chú hề hước kêu: Bảy ơi, nguyên cái chung cư như cái chợ. À không, như đoàn ca kịch đó chứ. Chỉ khác là ca kịch nó tốn tiền mua vé, diễn có chọn lọc, chứ ở đây tha hồ coi kịch miễn phí mỗi ngày đó mày ơi. Mắc mệt luôn à. Nguyên lời ổng nè ba: Mỗi gia đình như một vở kịch, thay nhau diễn. Hôm thì thằng già chồng đi nhậu về bị té cầu thang, trời ơi con vợ ổng ré bể cái lầu, mà có bị chi đâu. Rồi có hôm con tiện nó chữa quan tới ngày đẻ, trời ơi ta nói đàn bà trong chung cư tự khắc đoàn kết bày mưu tính kế đỡ tại nhà luôn bay. May không sao, vợ sáng nào cũng nghe con nó khóc, mệt hết cả tay. Rồi chưa hết đâu, bữa lầu trên ai đồn đó, xong cả bầy sinh viên đâu đó xin vô kêu trải nghiệm căn phòng ma. Bà cha nó ở mấy chục năm rồi tao chưa ai hù, tụi bay ở đây tới kêu có ma hù cô chú, tao dợp hết từng đứa giờ. Rồi lại có hôm thằng beo lầu 7 nó chơi thuốc xong, tưởng là hồ bơi đứng ngay cửa đòi nhảy. Trời ơi muốn nổ tim, may mà ôm nó kịp á. Xong rồi có hôm nữa, tao đi nhậu mà quên nói bà nhà mà điện thoại hết pin, bà gọi không được mà tao say bí tỉ ngủ quên luôn ở chỗ quán. Sáng hôm sau tao về, cả chung cư mừng húm, kêu đêm qua cả chung cư tìm tao khắp phố, bà nhà tao khóc từ trên lầu 10 xuống tới lầu trệt. Hề hí ha. Mà nói đi cũng phải nói lại, mấy mớ chung cư này nó cũ thiệt đó, mà tình người nó không cũ à nghe. Cũng sớm lửa tối đèn lắm á bay, cứ đặng qua mấy chục năm lại có người mất, nguyên cái chung cư buồn tới mấy ngày, ngó thấy thương. Đặng nói xong, chú Bảy tính tiền rồi lại lên lối cầu thang. Con ngồi dưới ngẩn ngơ, Sài Gòn vẫn cứ dễ thương hà, ngó kỳ ba ha. Sài Gòn cho con những buổi sáng trong veo, yên lành. Đó giờ con nào có dậy nổi cái buổi sớm Sài Gòn đâu, hồi nào mở tỏ mắt cũng đâu 10 giờ, thức khuya dậy muộn riết thành thói quen. Rồi ngỡ có hôm thức giấc vào một buổi sớm, con nhỡ mình dậy, đi bộ dọc bờ kênh, leo lên cái thang bộ cầu vượt bắc ngang kênh Tàu Hủ, hay vào mấy phố Đức Bà rợp bóng cây, ngắm nhìn Sài Gòn đang tất bật cho một buổi sớm mai, con chợt thương hắn thấy lạ. Thương vì hắn sáng sớm tinh mơ trong veo, chứ không cọc cằn nắng gắt ban trưa. Hắn yên ả lạ kỳ, dọc đường chỉ vài tiếng bim bim của những lái thương chạy từ hướng chợ lớn về, vài tiếng chạy bộ lạch bạch của mấy ông mấy dì. Thương vì hắn đẹp, đẹp bởi những tòa nhà nằm im lìm trầm mình giữa mấy tia nắng sớm buổi bình minh. Đẹp bởi những hàng cây đang lớn, hòa chung dòng đèn xanh đèn đỏ nối đuôi dọc dài bất tận. Thương vì hắn an yên giữa tiếng rau bánh giò buổi sớm ven đường, giữa làn khói nghi ngút đâu đó của vỉ sườn nướng thơm lừng, giữa tiếng khóc oe oe giật mình đâu đó của bé con bên cửa sổ chung cư tầng 7. Thương vì hắn chứa đủ hết được tất thảy cả mấy chục triệu người, từ mấy kẻ giàu sang ngồi trong ô tô dưới kia, đến mấy kẻ nghèo khó hông nhà hông cửa, nằm co ro cạnh thành cầu. Thương vì cứ thấy hắn phải chịu đựng từng ngày từng giờ của mớ xô bồ náo nhiệt, của mớ chửi rủa nhăn mày. Thương vì hắn chẳng có thời gian trong lành gì cả, lắm lúc chỉ dành được vài phút giây quý giá sớm hôm để thở kịp cho một ngày mới dài chán nản. Nhiều lúc con cứ ngỡ mình còn là một đứa bé, vì cứ luôn nghĩ Sài Gòn như một ông siêu nhân anh hùng đầy bao dung và rộng rãi. Nhớ hồi xưa con trọ học ở hẻm nhỏ quận nhất, có lần sáng dậy tự nhiên mệt đờ người, có thằng bạn ở chung đi học mất tiêu, con mệt nhoài ra trước cửa ngồi mà không còn đủ sức ra chỗ tiệm thuốc. Thế là cô Bông trước nhà thấy, liền chạy vô nấu cháo cho con liền một tô đầy ủ luôn, còn ới luôn cả chú Hai xe ôm gần đó chạy mua giùm con 2000 thuốc nữa, xong còn được chị Mai đi chợ dìa thấy cái cũng cho mấy trái chuối ăn cho lại sức. Thiệt, kiểu hồi đó con có khóc chút ít, bởi con đâu nghĩ tình người với người nó đơn giản nhưng đẹp đến vậy đâu. Con ăn sạch tô cháo còn nóng hổi, gặm hết thảy 3 trái chuối liền tù tì, còn không quên uống thuốc chú Hai mua giùm nữa. À mà cũng phải, đó cũng là lúc con bắt đầu con ý thức được rằng con phải thương Sài Gòn và sẽ thương Sài Gòn một cách chân thành nhất. Tới giờ Sài Gòn gần như nằm trọn trong lòng con rồi á ba, ngày này qua ngày khác cũng thế.
chỉ mỗi việc nghĩ rằng mỗi ngày lại được thở đủ 24 giờ trên mảnh đất này, con cũng đủ rung động biết bao. Sài Gòn cho con nhiều quá ba, con kể hoài, khoe hoài mà không hết được ý nào. Cứ kể cho ba nghe cái này, lại thêm ra cái khác. Mỗi ngày thức giấc với con đều là một cảm nhận khác với Sài Gòn. Tất thảy đủ hết 6 giác quan gợi mở cho con, làm cho con ôm trọn từng khoảnh khắc, từng góc phố hoài niệm chẳng thôi. Rồi lắm lúc con ngẫm nghĩ, con có quá vô tâm thương hoài nơi Sài Gòn cứ mang mình mà quên mất nơi quê hương cắt rốn những năm xưa. Con hoang mang nhiều lắm, nhưng con vẫn muốn sống đầy hoài bão của mình với mảnh đất Sài Gòn này, đủ cho con nhiều ý chí, đủ cho con biết mọi thứ đúng sai, đủ cho con biết rằng con đã lớn như thế nào, đã thành người mà ba mẹ mong mỏi chưa, và đủ cho con biết con nên trân trọng những thứ gọi là chân thành. Sài Gòn thì thương, Sài Gòn vẫn ở đấy, vẫn bảo bọc con, qua nắng qua mưa từng chập. Còn nơi đây nói thiệt nhiều với ba, mãi về một Sài Gòn thiệt thương. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe bài đọc Đường Lò Đúc, tác giả Phạm Công Luận, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Đường Lò Đúc. Đối với nhiều người, quê hương chỉ là một con đường, một khu phố hay khu cư xá nơi mình ở từ nhỏ đến khi trưởng thành. Chúng tôi lớn lên ở một góc bé xíu của thành phố, nhưng nó lại là Phú Nhuận, một vùng đô thị may mắn vì nối liền trung tâm thành phố Sài Gòn với sân bay lớn Tân Sơn Nhất. Nhờ vậy, nó có được những cái cầu lớn và những con đường lớn khiến cho bao tao nhân mặt khách phải qua lại. Con đường lớn nổi bật, phồn thịnh nhất ở Phú Nhuận từ xưa là đường Võ Duy Nguy, Phan Đình Phùng bây giờ. Ở đó từng đặt nhà làng của xã Phú Nhuận, từng có hai rạp hát, từng đặt chợ xã Tài sầm uất nay vẫn còn. Khi chúng tôi lớn lên, trên đường không còn nhà thuốc ông Tiên lừng danh và hẻm đội có đã biến thành đường cô Giang. Ít ai biết, khu nhà quanh hẻm này là nơi duy nhất ở miền Nam có tiệm hát cô đầu, một kiểu ăn chơi du nhập từ xứ Bắc. Cũng không mấy ai biết, thời hưng thịnh của rạp Cẩm Dân, nay là một trường học, từng rộn ràng những buổi diễn hát bội, hát cải lương và chiếu bóng. Đoạn đường Võ Duy Nguy từ cầu Kiệu đến ngã tư Phú Nhuận có một ngã ba giáp đường Nguyễn Minh Chiếu, một con đường cổ. Thời Pháp thuộc, nó là đường Marsan Pilier và bây giờ là Nguyễn Trọng Tuyển. Nó không phồn thịnh như đường Võ Duy Nguy, nhỏ hẹp và thậm chí có đoạn không có lề đường, nhưng đông vui. Trăm năm trước, quanh đó toàn là lò đúc gạch ngói, nên người già trong xóm tôi gọi đoạn đường ngắn từ ngã ba xuống ngã tư giáp với đường Trương Tấn Bửu, tức Trần Huy Liệu, là đường lò đúc. Nửa thế kỷ trước, từ khi lên 7 tuổi, mỗi sáng tôi từ nhà đi học theo một con hẻm để đến trường tiểu học. Con hẻm dẫn đến đường Trần Khắc Chân, đi tiếp đến chợ lò đúc. Trong tuổi nhỏ của tôi, đó là đường đến trường ngắn nhất, an toàn nhất, nhưng không hề dễ chịu. Đường đất, mùa mưa đầy những vũng nước, đoạn ngang chợ luôn sực nước mùi mắm đồng tỏa ra từ các sạp mắm, mùi cải chua, mùi nhang thắp ngày rằm, mùi bánh cây trên chảo dầu. Và đi ngang ngôi nhà ven đường có một gia đình chỉ toàn là người lùn. Đám học trò con nít chen chân cùng những bà bận áo bà ba xách giỏ đi chợ, các chị bận áo dài đến trường trung học Hoài An, khi dưới chân là sình bùn chèm nhẹp. Trước khi đến chợ, không lần nào tôi không nhìn vào nhà nghệ sĩ Hoàng Giang, một kép độc tuồng cải lương có giọng nói rỗn rãng. Ông cao lớn như lính Mỹ, to xương nhưng gầy, mắt to thô lố. Mỗi sáng sớm, ông cởi trần ngồi đọc báo trước nhà. Thỉnh thoảng vợ ông là nghệ sĩ Kim Giác, mập mạp và thấp bé, đi ra đi vào. Về nhà, tôi kể chuyện thường hay gặp kép Hoàng Giang, bà chỉ nói ngay là không ưa ông đó, toàn đóng vai dữ, lại hay la lớn khi diễn. Ông anh tôi binh là như vậy mới hay, diễn vai ác mà bị ghét là thành công. Tôi có quen Sơn Mặt Ngựa, con của ông bà. Sơn to xương như cha nhưng không cao, mặt dài giống cha, lại có cằm đưa ra nên có hổn danh như vậy. Sơn sang xóm tôi đá banh, rất xông xáo trên sân, nhưng đội của nó toàn thua. Thỉnh thoảng Sơn dắt theo thằng em trai nhỏ nhắn nhưng đẹp trai hơn nó.
Sau này, cái nhà ông Hoàng Giang dọn đi nơi khác và tôi không còn thấy Sơn nữa. Ra khỏi ngôi chợ chật chội là gặp đường Lò Đúc đi thẳng ra ngã ba Võ Duy Nguy với nhiều tiệm quán của những người Tàu. Tiệm cơm gà Phúc Ký, tiệm thuốc bắc Ích Thọ Đường, tiệm thuốc bắc Vĩnh An Đường. Những lần Dượng Út đến trường đón dì Út của tôi dạy trong trường Võ Tánh, Dượng cho tôi quá giang về. Nếu may mắn, tôi sẽ được cùng dì Dượng ăn cơm gà Phúc Ký hoặc ăn mì Tàu tiệm Quảng Quê Viên ở đầu đường. Khi có tí tiền còm, tôi sẽ đến một tiệm thuốc bắc để mua cà na, táo tàu hay trần bì để ăn giặt. Có lần mẹ bệnh, tôi vào tiệm thuốc Vĩnh An Đường mua cho bà gói xí mũi khô để nhấm nháp cho đỡ đắng miệng. Khi nghe tôi kể lý do là mua cho mẹ dùng, ông chủ cho thêm vài cục nữa. Má tôi đi khoe câu chuyện đó với hàng xóm. Cô bạn lớp trưởng lớp 5 của tôi có tên Quang Nguyệt Mai, con của chủ tiệm quê xương gần tiệm Ích Thọ Đường. Môi đỏ và má luôn hồng như em bé trong tranh Tàu. Có lần Nguyệt Mai xin cô giáo tha cho khi tôi bị phạt vì tội đọc sách trong lớp. Đến giờ tôi vẫn không nhớ tiệm quê xương nhà Mai bán những thứ gì mà nhìn vào luôn sáng choang, có thể đó là một tiệm vàng. Từ ngã ba đi vào phía bên trái có cái hẻm rất nhỏ là lối tắt đến trường của tôi. Đầu hẻm có cái sân xi măng mà một người Tàu bán các món chè như lục tàu xá, sâm bửu lượng, chè hột sen. Tiệm Tân Dân gần nhà thuốc Ích Thọ Đường cho mướn sách lâu đời, với những cuốn sách cũ kỹ đến nát, giấy vàng khè. Người phụ nữ đứng cho mướn sách có nước da trắng xanh, luôn cười thân thiện. Kế đó là tiệm nhỏ góc đường bán bánh mì, hột gà úp la buổi sáng tỏa ra mùi trứng và mùi tỏi chiên sực nức. Cuối đoạn đường Lò Đúc, nhìn qua ngã tư Trương Tấn Bửu là trường Chánh Tâm, ngôi trường do cộng đồng người Qua ở Phú Nhuận chung tiền xây cất. Những ngày cuối tuần, vài anh trong xóm tôi ra đứng ngoài cổng nhìn vào sân trường xem học sinh lớn trong trường chơi bóng rổ. Hồi đó đã có câu chuyện kể rằng con trai trường Việt có thân hình chữ Y, còn con trai trường Tây và trường Qua có thân hình chữ V. Vì sao? Vì trường Tây và trường Qua cho học sinh chơi thể thao nhiều nên học sinh khỏe mạnh, giỏi thể thao và thân hình cao ráo, eo nhỏ và vai ngực nở như chữ V. Họ chơi thể thao xong, lau mặt bằng những cái khăn lông trắng muốt và ra ăn mì ở tiệm Sẩm Ba gần đó. Có lần tôi thấy họ cười mỉm, có anh đỏ mặt khi đi ngang cái tiệm hớt tóc nhỏ treo hình mấy cô Mỹ hở da thịt. Đối diện tiệm mì Sẩm Ba là cái chuồng ngựa, nay đã thành một dưỡng đường chấn thương chỉnh hình. Nhà tôi đâu lưng chuồng ngựa đó. Hồi còn nhỏ, muốn nhìn bầy ngựa chỉ có nước leo lên cây táo rồi chuyền lên mái nhà nhìn qua. Tôi thấy trong cái chuồng lớn có những đầu ngựa nâu lấp ló bên trong, có vài con được thả trong cái sân rộng. Chúng là giống ngựa châu Á, hiền lành và nhỏ nhắn. Tôi tự hỏi mấy con ngựa phải làm gì mà sáng nào cũng thấy vài người đi xe đạp dắt ra. Họ lái một tay cầm dây dẫn ngựa chạy theo, chiều lại về. Chúng tham gia mấy cuộc đua trên đường đua Phú Thọ, hay đi kéo xe chở đồ lê ghim ở cái chợ ngoại thành nào đó. Một buổi chiều, tôi mạnh dạn bước hẳn vào cái sân rộng cạnh chuồng ngựa. Trong sân có cây gòn to phía bên phải từ đường nhìn vào. Cây gòn dáng thẳng băng, thân cây màu xanh chứ không phải nâu, có rất nhiều trái hình thoi trĩu xuống. Kế bên chuồng ngựa có một cái miếu được kể là của cô gái tự tử, rất thiêng. Nghe nói khi xây bệnh viện, người ta phải cúng miếu trước khi dỡ ra. Khi đứa bé ở xa về chơi, chúng tôi tản bộ trên con đường Lò Đúc cũ này đã chật chội hơn trước kia, rồi dừng chân ăn chén chí mè phủ của ông già gian đường. Những hàng quán người Qua giờ biến mất gần hết, trừ tiệm mì đầu ngã ba. Năm 1978, họ lần lượt ra nước ngoài, trong đó có gia đình cô bạn Nguyệt Mai xinh tươi vui vẻ của tôi. Đứa em kể danh sách từng cái tên cũ của những hàng quán đã đóng cửa từ rất lâu. Nhắc lại chúng, tôi như thấy lại thời thơ ấu, mực dính đầy tay cũng đã quá xa của mình. Có ai đã nói, những người hoài cổ luôn nghĩ rằng cái gì xưa cũ mới là vàng ròng. Phải chăng do vậy mà con đường cũ, những mái nhà thấp, hàng quán sơ sài và bình dân lại khiến anh em tôi nhớ nhiều, như nhớ đoạn đường Lò Đúc ngày xưa. Dù nó vẫn còn đây, nhưng như là một con đường khác trên một khu phố khác và ở một thành phố khác.
Chào mừng bạn đang đến với kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết Chuyện đời của người cha sau tấm bảng thông báo đầy tự hào: vợ mất, phải bán nhà để có tiền cho hai cô con gái ăn học bên đất Mỹ. Bài viết Toàn Nguyễn, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh Hẻm Radio. Trong lúc vợ chồng vua cà phê Việt Nam vẫn còn đang tranh chấp từng phần trăm cổ phần, thì ở một góc nhỏ đâu đó Sài Gòn, có ông vua cà phê vỉa hè đang tất bật chuẩn bị sang Mỹ thăm con gái. Với người đàn ông này, con cái chính là tài sản quý giá nhất của bậc sinh thành. Trên chiếc xe bán cà phê dạo với lỉnh kỉnh cốc nhựa, ống hút, một tấm biển được dựng lên thật cao với dòng chữ thông báo in đậm trên nền đỏ: cà phê Buôn Mê Thuột, tạm biệt các bạn 48 ngày, từ thứ ba ngày 5 tháng 3 2019 đến hết 21 tháng 4 2019. Lý do: đi Mỹ thăm hai đứa con gái đang là bác sĩ giáo sư. Dòng thông báo bé xinh trên chiếc xe cũ mềm của người đàn ông bán cà phê ở Sài Gòn khiến không ít người phải thốt lên: trời đất, sao mà đáng yêu quá chừng. Đáng ra phần lý do chỉ cần dừng lại ở đoạn đi Mỹ thăm hai đứa con gái, vậy là mọi người đều hiểu. Nhưng không, ông bố đã quyết định giải thích thêm: hai đứa con gái tôi, một đứa làm bác sĩ, một đứa làm giáo sư đó nghe. Vậy đó, con tôi giỏi thì tôi khoe, đúng không nè? Trưa ngày 4 tháng 3, một ngày trước khi sang Mỹ thăm con gái, chú Long, 74 tuổi, vẫn thong thả ngồi bên chiếc xe, vốn là tiệm cà phê di động của mình, đùa giỡn với mấy vị khách quen. Chạy ngang qua chỗ của chú, tôi chọc: ủa, mai đi Mỹ sao giờ còn ngồi ở đây? Không về nhà xếp đồ hả chú? Chú Long cười móm mém: chú thông báo ngày năm nghỉ là đúng ngày năm mới nghỉ bán, uy tín lắm nha mày. Còn đồ đạc chú xong hết trọi rồi. Tôi cười hì hì: dạ, vậy chú làm con một phê sữa. Ở cái tuổi 74, nhưng chú Long vẫn rất trẻ trung và vui tính. Phần vì các con giờ đã ổn định, phần vì công việc cũng đem lại nhiều niềm vui, nên thấy chú cứ trẻ hoài. Người dân ở quanh khu này ai cũng quý, cũng nể ông già bán cà phê vỉa hè nuôi hai đứa con ăn học bên Mỹ. Nhưng ít ai biết rằng để có được thành quả như ngày hôm nay, ông già ấy phải trải qua biết bao cay đắng. Vợ chú mất cũng được mấy năm rồi. Hai đứa nhỏ qua Mỹ từ năm 2009. Hồi đó gia đình chú cũng thuộc dạng có của ăn của để, nhưng biến cố nên tiêu tan hết rồi. Thành ra chú phải bán hai căn nhà để lo chuyện ăn học cho hai đứa nhỏ. Mấy năm nay chú ở nhà trọ bán cà phê vỉa hè riết rồi quen. Cuộc đời mà, đâu ai biết trước điều gì. Chú Long thật lòng tâm sự. Sông có khúc, người có lúc. Từ ngày gia đình sa sút, chú Long tự tìm tòi phương kế mưu sinh. Vốn thích cà phê nên chú tìm nguồn cà phê hạt trên Buôn Mê Thuột về tự xay, rồi pha để đi bán vỉa hè. Hỏi chú: có bao giờ tiếc nuối cuộc sống của quá khứ không chú? Chú lắc đầu: không đâu mày ơi. Hai đứa nhỏ cũng thường gọi điện thoại về động viên. Kệ đi ba ơi, suy nghĩ làm gì. Ừ thì chuyện gì qua rồi cứ để cho nó qua. Với ông già, con cái là tài sản quý giá nhất mà người làm cha làm mẹ có được. Chẳng phải cái điều tự hào đó đã được chú Long in đậm lên trên tấm bảng thông báo của mình rồi đó sao? Ba dặn con, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không được nói dốc. Hai người con của chú chắc học giỏi dữ thần chú ha? Tôi hỏi. Chú Long trầm tư tâm sự. Hồi đó nhà có điều kiện nên chú cho hai đứa đi học Anh văn từ khi còn bé xíu. Nhưng học giỏi không chưa đủ, phải có đức nữa. Lần đó con chú nói dốc với chú, chú tát một cái điên người. Vợ chú la làng lên: trời ơi sao ông đánh con tôi. Chú mới nói: bộ nó là con của một mình bà.
Sau đó chú dặn con gái rằng: cuộc đời con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù người ta có kề dao vào cổ, con cũng không bao giờ được nói dốc. Chú Long kể thêm: chú bảo nhờ trời thương mà hai người con gái lớn lên đều thật thà, nên khi qua Mỹ học ai cũng mến, cũng thương. Con gái lớn của chú Long hiện là bác sĩ dinh dưỡng ở tiểu bang Texas, còn cô con gái nhỏ thì là sinh viên năm cuối ngành vật lý hóa học. Chú cười: khi làm giáo sư thì hiện tại chưa đúng lắm, vì con gái chú mới làm trợ giảng cho giáo sư thôi. Nhưng nó học giỏi lắm, mấy ông thầy đang xúi đi học lên. Nghe kể đến đây, nhiều người nói đùa sao chú ăn gian quá nghen. Con gái mới làm trợ giảng giáo sư mà ghi giáo sư luôn rồi. Chú thì bảo tương lai sớm muộn gì nó chẳng lên giáo sư, nó giỏi mà. Chú luôn tự tin và tự hào như thế. Kể về hai cô con gái, lúc nào chú Long cũng hân hoan: để chú kể cho mày nghe chuyện này. Bữa trước bài kiểm tra của con gái út chú bị trừ 0,5 điểm. Nó mới gom hết sách vở tài liệu lên gặp ban giám hiệu để khiếu nại. Hết hồn chưa? Sau đó ban giám hiệu xem xét lại thì thấy là đúng. Ông giáo sư bắt tay xin lỗi nó trước lớp, rồi đề cử nó làm trợ giảng của ổng luôn. Tạm biệt các bạn 48 ngày, tôi mang 150 bịch bánh tráng trộn qua Mỹ thăm con gái. Cũng may trời thương. Ông già vẫn thường nhắc đi nhắc lại câu này: trời thương nên mới có hạnh phúc ngày hôm nay. Ông tin vậy. Trò chuyện một lúc, tôi thắc mắc: sao con chú không bảo lãnh chú qua bển ở cho sung sướng, ở bên này buôn bán nắng mưa cực khổ? Chú cười bảo: qua Mỹ ở cũng được, nhưng mà ở đây vẫn sướng nhất. Qua bên đó hai đứa nó tối ngày đi làm, đâu có thì giờ rảnh rỗi. Ở đây sáng dậy sớm chạy thể dục mấy vòng, rồi đi bán cà phê, chiều về xây cà phê, pha cà phê, uống lon bia rồi làm một giấc, không phải ngon lành hay sao? Trời quá trưa, cà phê cũng gần bán hết. Chú Long bắt đầu dọn dẹp để đi về. Chú kể đồ đạc đem đi Mỹ chẳng có gì nhiều, chủ yếu là 3 ký cà phê, nửa ký muối Tây Ninh với 150 bịch bánh tráng trộn đem qua đặng làm quà. Mấy vị khách quen đi ngang qua ghẹo chú: chú đi lâu vậy rồi cà phê đâu con uống? Chú cười hè hè. Bỗng chuông điện thoại reo, chú Long chỉ vào màn hình bảo con gái gọi: alo, ê mày, ba xong hết rồi. Kể cả 150 bịch bánh tráng của mày ba cũng nhét vô vali rồi nha. Bên này ba được cho một cái khăn choàng với một cái áo ấm. Rồi dậy ngang con, nghỉ ngơi đi. Khi bạn đang nghe bài viết này trên kênh Hẻm Radio, có lẽ ông già cà phê đang trên máy bay sang nước Mỹ xa xôi để thăm con gái. Mong rằng sau 10 năm xa cách, họ sẽ có những ngày đoàn viên thật ấm áp. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe bài đọc Tô Hủ Tiếu cho riêng chị bán vé số, được đăng trên trang báo mới.com và được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Tô Hủ Tiếu cho riêng chị bán vé số. Lâu rồi, hồi lần đầu xuống Mỹ Tho theo lời mời của con bạn chung lớp, nó giới thiệu đủ thứ món ở nơi nó sinh ra và lớn lên, nhưng đặc biệt nhấn mạnh là phải thử món hủ tiếu chay. Thoạt nhìn, quán khá rộng, sạch sẽ, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Món ăn ở đây thì khỏi bàn, từ món nước đến món khô, món nào nhìn cũng bắt mắt. Dùng thử tô hủ tiếu đặc biệt ở quán, đợi vài phút, phục vụ mang ra một tô đầy ấp. Nghĩ bụng chắc ăn không hết. Nước dùng có vị thanh, nhiều nấm với củ cải, nêm nếm gia vị hợp lý, nên nước vừa đủ độ ngọt, đúng khẩu vị của người miền Tây. Chuyện làm tôi để ý là bưng hai tô cho chúng tôi xong thì có người lại mua. Cô chủ quán bảo: xin lỗi, quán bán hết rồi. Người thanh niên kia nhìn vào tủ thì thấy vẫn còn một khoanh hủ tiếu nằm trên rổ. Anh ta thắc mắc: còn hủ tiếu nè, sao cô nói là hết? Cô chủ quán nhẹ nhàng nói: hủ tiếu còn, nhưng nước dùng thì bán hết rồi, mai ghé nghe. Hai đứa vừa ăn vừa nghĩ bụng mình may thiệt, quán đông khách nên bán hết nước là chuyện bình thường.
Lát sau, có một chị từ xa đi lại. Chị bị mất bàn tay phải, trên vai còn đeo một túi vé số. Chị ngồi xuống ghế mà mồ hôi nhễ nhại. Cô chủ quán hỏi: "Mấy nay má sao rồi?" Chị đáp: "Má đỡ rồi cô." Vừa hỏi, cô chủ vừa cắt khoanh hủ tiếu còn trên rổ, cho hết nước lèo còn trong nồi, rồi mang lại cho chị một tô. Giờ mới biết, không phải bán hết mà cô muốn để dành lại cho chị vé số hay ghế ngang. Hỏi thăm mới biết, nhà chị có một mẹ già, chị thì bị khuyết tật nên cuộc sống khó khăn. Nhiều lúc cơm không đủ ăn, chị phải vừa đi bán vừa xin đồ ăn thừa. Cô chủ quán biết chuyện nên nói cứ ghé quán, cô làm cho hủ tiếu chay, không lấy tiền nên đừng có lo. Cứ như vậy, ngày nào chị cũng ghé. Có hôm thấy quán đông nên chị không dám vào, ăn miễn phí hoài cũng ngại. Nhưng không thấy chị ghé, cô chủ quán lại la: "Đã dặn cứ ghé như bình thường, không có gì phải ngại. Cô coi con như con cháu trong nhà." Chuyện tử tế gặp dọc đường chỉ gói gọn trong một vài hành động, lời nói hay thậm chí là một tô hủ tiếu. Từ đó tới giờ, cứ mỗi lần có dịp về Mỹ Tho thì nơi đầu tiên tôi đến vẫn là quán hủ tiếu chay. Chào mừng bạn đang đến với chuyên mục Sống Vui Cùng Hẻm trên kênh Hẻm Radio. Sau đây, mời bạn nghe bài viết "Cụ bà tiếp viên trên xe buýt số 14, hay tôi cho chị mượn 1 triệu?" Tác giả Nguyễn Lý Huỳnh, giọng đọc Trần Ngọc Sang trên kênh Hẻm Radio. Câu chuyện mộc mạc giữa người nữ tiếp viên với hành khách là một cụ bà nhặt ve chai trên chuyến xe buýt số 14 được bạn đọc Nguyễn Lý Huỳnh ghi lại và chia sẻ với Tuổi Trẻ Online. "Đầu tiên cho con xin lỗi vì đã chụp ảnh mà không xin phép cô. Thật sự gặp được cô hôm nay, con thấy cuộc sống khác hơn rất nhiều. Con vừa lên xe sau một chặng dài nhừ tử từ Long An lên đến Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này trời đã bắt đầu mưa tầm tã. Cô niềm nở hỏi con có thẻ không. Con tìm một hồi chưa thấy thì cô nói được rồi, đưa cô 3.000 thôi. Nhìn tóc bạc vậy chứ cô rất nhanh nhẹn, thấy mưa còn dìu khách lên xuống và trò chuyện rất nhiệt tình. Vừa nói xong thì thấy cô đi ra bằng ghế sau. Ở đó cũng có một cụ, vì có vẻ lớn tuổi hơn cô, đang vừa bóp chân vừa khóc. Cô ngồi trước mặt rồi hỏi bằng một giọng làm ấm cả chuyến xe: chị đau nặng không? Hay đi chích một mũi đi cho đỡ. Lớn tuổi rồi uống thuốc biết nào mới hết đau. Thôi chị ơi, tiền đâu? Vừa nghe vậy, cô đã lật cái túi bên hông ra và nói: hay tôi cho chị mượn 1 triệu, đi khám đi chứ để vậy không có ổn. Thôi chị, mượn rồi lấy gì trả? Bà cụ trả lời. Cụ bà kia bắt đầu rơi nước mắt, khuôn mặt dường như đã quá mỏi mệt với cuộc đời. Chỉ biết xua tay không nhận, rồi bảo là để tính sau. Nghèo cũng không đến nỗi nghèo, mà số khổ sẵn rồi, âu cũng do là con cái vô tâm nên thành ra bà bạc phước. Ngồi nghe một chút thì biết thêm một chuyện. Bà cụ ấy đi nhặt ve chai cũng ngót nghét 10 năm rồi. Mọi hôm thì không biết thế nào, nhưng hôm nay mưa ầm ầm, bà cụ năn nỉ thì không đứa con nào chịu đi đón hết. Gặp mưa thì chân trở đau nặng nên phải đi xe buýt. Bà nói bằng giọng nghẹn ngào vì đi xe vậy tiếc tiền lắm, lát chắc phải tốn thêm tiền xe ôm, làm có bao nhiêu mà xe họ ăn hết. Mình nhìn cô lúc này có vẻ bức xúc lắm. Cô bảo là bà phải bắt tụi nó ra đón, cũng nhờ bà lượm ve chai mà nhà cửa chúng nó bà lo cho hẳn hòi rồi, mà để bà cực khổ như vậy hoài có giống ai không. Càng nghe mình càng chỉ biết lắc đầu, lòng thì vô cùng khó chịu. Đi một đoạn thì gần đến nhà bà cụ, ngày đầu còn phải vào trong hẻm một đoạn xa. Mình còn chưa kịp phản ứng thì cô đã bước ra cửa, mặc kệ màn mưa ào ạt, một tay xách bao ve chai, tay còn lại thì giữ cho bà cụ đang nặng nhọc bám víu khắp nơi để bước xuống. Mình với mấy anh trai cũng mỗi người một tay giúp dìu bà và ôm đống ve chai xuống mái hiên trú mưa. Bà vừa lạnh chân lại đau nên nhìn mà xót dạ. Đặt để xong xuôi thì cô quay lại nói với bà một câu bằng giọng hơi nóng giận: chị kêu tụi nó ra trước cho tôi, mưa gió quá trời, tụi nó không chịu thì tôi cũng hết biết.
Rồi cô bước lên xe với bờ vai và mái tóc ướt đẫm, ngồi nhìn xa xăm như trong ảnh. Mấy anh thanh niên nọ cũng ca thán vài lời vì sự vô tâm của mấy đứa con bà cụ. Mình cũng dụi dụi trong vô thức, như trong mắt đang vương một thứ gì đó rất khó chịu. Xe lại lăn bánh và Sài Gòn thì vẫn mưa. Dòng người đang hối hả và cuộc đời vẫn đông đưa. Mình thấy cuộc sống không cần quá tốt đẹp, chỉ cần người với người đối xử tốt đẹp với nhau thôi, vậy cũng đủ rồi.